Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Storm tức Watch của mình. À, phiên hôm nay thì mình lên giao lưu với anh em à, gồm 8 chiếc đồng hồ cơ cổ, trong đó có Citizen, Orient, Senko và một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. À, anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình thì anh em hãy ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút rung chuông để không bỏ lỡ những video clip mới nhất mỗi khi mình lên những sản phẩm mới phiên uh, hôm nay uh, thì uh, đầu tiên thì mình sẽ lên uh, giao lưu anh em một chiếc đồng hồ uh, Citizen uh, dòng uh, Leopard uh, báo trắng. Uh, chiếc này thì uh, nó dinh nguyên củ máy luôn. Uh, chiếc này thì uh, cái kính của nó là mình uh, uh, gắn lại keo, uh, cho nên là nhìn cái lớp keo của nó cũng không được đẹp lắm. Các này anh em uh, mua về thì có thể mang ra thợ để uh, thợ người ta gắn lại cái keo kính này cho thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Chiếc này thì nó ở trong tình trạng là còn rất là bén. Anh em nhìn cái thành vách của nó còn rất là sắc luôn. Chưa qua sửa pa gì hết. Đấy chữ nghĩa còn rất là rõ ràng. Núm zin. À, chiếc này thì nó form của nó là form mua rùa. Mặt của nó là mặt uh, phên lụa trắng. Uh, dòng Citizen Automatic. À, uh, chiếc này uh, là dòng uh, Leopard 28G. Uh, chạy với dao động 2 bit 28.800 trước à, này thì uh, nó là dòng uh, auto nó không có chức năng lên có tay à, chạy với hai bit 28.800 anh em nhìn cái kim dây của nó trôi rất là êm à, dòng leo Park này mình uh, bán khá là chạy à, lịch của nó này là lịch uh, xây nhanh rùa chiếc này nó có cái size là 34,5 mm. Mã số 1 mình giao lưu anh em với giá là 1 triệu. À tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là một chiếc đồng hồ uh, Ouren Clean Date à dòng auto có cả chức năng hỗ trợ lên có tay luôn. À chiếc này thì uh, máy của nó là 20g và nó sốc chiếc à, này thì cái mặt đầu của nó anh em thấy mặt đầu của nó là mặt đầu uh, xoáy từ tâm rất là đẹp uh, mặt đầu của nó là uh, bắt sáng bảy màu anh em nhé nó xoáy từ tâm ra ngoài từ trong ra ngoài rất là đẹp chiếc uh, này thì nó là demi kim cọc vàng uh, kim cọc vàng nổi khối bắt sáng rất là mạnh uh, dòng niềng khía chiếc uh, này thì uh, cái mặt đầu của nó thì có lên uh, uh, một chút những cái dấu vết thời gian tuy nhiên là nhìn nó vẫn còn rất hài hòa đẹp à, cái niềng khía và cái vỏ của nó còn cực kỳ là bén luôn nói chung là chiếc này ở trong tình trạng còn rất là đẹp mà sau đó anh em thấy Con chữ nghĩa còn rất là rõ ràng luôn credit auto -Orean. À, chiếc này lên tay khá là đẹp à, dòng niềng khía này thì cái niềng của nó bắt sáng cực kỳ là mạnh luôn bốn đầu chân càng còn rất là bén núm zin À, chiếc này cũng là trong tình trạng là zin nguyên của máy anh em nhé. Chiếc này thì nó có cái sa mặt là 36. Độ dài càng của nó là 19 mm. Rất là đẹp. À, chiếc này thì uh, mã số 2 mình xin phép giao lưu anh em với giá là 2 triệu. Tiếp theo là mã số 3. Chiếc mát số 3 là cũng là một chiếc uh, Citizen à, dòng à, vương biện số 7. Chiếc này mươi à, 23G Crystal 7. À, chiếc này mặt đeo của nó là mặt đeo trắng phên lụa vải lanh. À, những cái chiếc mà cái mặt đeo à, vải lanh này nhìn à, rất là đẹp. Khi mà các số là màu trắng nổi khối. À, lịch thứ là lịch thượng ở dưới uh, cọc 12 và Logo Citizen. À, lịch uh, nhanh, à, lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ kính của nó là kính khoáng kính đá zin chiếc này ở trong tình trạng là cũng là zin nguyên cổ máy luôn rất là đẹp à, máy automatic và có cả chức năng hỗ trợ lên quát tay thành vách của nó còn rất là bén anh em nhé núm zin xi gen chiếc này à, mã số 3 à, mình xin phép giao lưu anh em với giá là 2,1 triệu ba chiếc đồng hồ mã số 1 số 2 và mã số 3 này là chỉ có mỗi củ máy thôi anh em nhé Nếu anh em nào mà lấy thêm dây thì anh em cộng thêm 100.000 tiền dây cho mình tiếp theo là mã số 4 Mã số 4 mình lên giao lưu với anh em là một chiếc đồng hồ sơco Lm dòng máy cơ automatic có cả chức năng hỗ trợ lên có tay 23G mặt đeo của nó là mặt đeo hồ màu xanh lá cây À, ở vị trí chính giữa từ tâm là hình uh, ngôi sao uh, chạy tia rất đẹp năm cánh uh, kim các cọc số của nó là màu uh, trắng nổi khối uh, lịch thứ ngày uh, lịch xây nhanh uh, trước này thì trong tình trạng là uh, di nguyên bản từ A đến Z luôn di cả dây khóa luôn dây khóa của nó còn rất là đẹp uh, những chiếc này về cơ bản thì uh, anh em cũng không còn lạ gì nữa rồi cho nên là mình À, không mở máy ra ở trên clip để uh, tránh uh, mất nhiều thời gian của anh em. Thì uh, những anh em nào mà quan tâm chiếc nào thì anh em cứ inbox cho mình vào Zalo, mình sẽ chụp ảnh chi tiết và gửi ảnh máy, video nếu như anh em có nhu cầu. Chiếc này uh, chưa qua spa. Còn uh, rất là đẹp. Size của chiếc này là size 36,5. 36,5 À để mình đo lại sai của chiếc mã số 3 này cho anh em nhé Nãy quên đo Chiếc mã số 3 này sai của nó là 36 à, Chiếc mã số 4 này là sai là 36,5 Chiếc mã số 4 này mình giao lưu anh em với giá là 2,2 triệu Giấy khóa thép đúc rất là đẹp Mã số 5 Chiếc mã số 5 này là một chiếc đồng hồ Synchromatic uh, Celdis uh, Chiếc này là dòng Dysox uh, 39G Máy của nó là máy vàng uh, Những chiếc như thế này thì uh, một dạo trước trên kênh của mình cũng bán khá là nhiều uh, Cũng được anh em ủng hộ uh, rất là uh, chơi uh, sưu tầm rất là nhiều uh, Cái dòng này thì nó còn có cả một dòng uh, uh, 20 um, uh, 26G máy vàng À, trước này thì trong trình tình trạng là zin nguyên bản của máy, dây khóa của nó là dây khóa linh kiện Mặt hồ là màu trắng chảy tia từ tâm, kim và các cọc số là màu trắng nổi khối à, Trước này thì nó có một ô lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ, núm ẩn ở vị trí góc 4 giờ Size của chiếc mã số 5 này là 37 anh em nhé Đây là mặt sau của nó à, Chiếc mã số 5 này mình uh, xin giao lưu anh em với giá là 3,5 triệu Riêng nguyên của máy dây khóa linh kiện size 37 Tiếp theo là mã số 6 Ah, mã số 6 này là một chiếc đồng hồ ah, Loewe à, ah, mình không ah, giỏi tiếng Anh lắm cho nên đọc đại khái vậy thôi ah, dòng này là dòng ah, máy automatic ah, có cả chức năng hỗ trợ lên quan tay ah, chiếc này nó tận 41 mươi jewel anh em nhé đét rút chiếc này thì cái củ máy của nó là zin nguyên củ máy luôn dây khóa của nó là dây khóa linh kiện ah, kính của nó là kính đá zin ah, rất là bén あ, kính của nó rất là trong không có một vết xước nào hết đúng zin trước này thì thành vách của nó anh em nhìn nó cũng cực kỳ là đẹp luôn cái me đồ này anh em nhìn chữ nghĩa của nó còn nguyên cát luôn máy của nó là máy bằng hồng anh em nhé máy bằng hồng như Omega thành vách của nó còn rất là bén à, trên kênh của mình rất ít khi xuất hiện những chiếc đồng hồ thụy sĩ à, thỉnh thoảng mình gặp những chiếc nào đẹp mà hợp nhãn thì mình à, mới nhập về à, anh em nào à, À, thích thì à, à, liên hệ với mình để giao lưu khi mà các cọc số của nó là màu trắng ở trên các cọc số là có phải sơn đen chiếc này sai của nó là 36 chiếc này mã số 6 mình giao lưu anh em với giá là 5,5 triệu cực kỳ là đẹp luôn máy vàng hồng Mã số 6 giá là 5,5 triệu. À, tiếp theo là mã số 7. À, chiếc mã số 7 này là một chiếc đồng hồ cô KS56. À, chiếc này là một chiếc 5625, dòng máy một lịch. À, trong tình trạng là riêng nguyên bản, à, chưa qua spa gì hết. À, anh em để ý cái mặt đầu của nó và bộ kim cọc còn cực kỳ là nét luôn. À, mặt đầu trắng chảy tia từ tâm, màu trắng sữa những chiếc ép ở trên kênh của mình thì anh em cũng không còn xa lạ gì nữa mình cũng không nói sâu vì nhiều nói sơ qua thôi về ở trên hình như thế này thì mình quay 4K anh em nhìn nó đã rất là nét rồi thành vách của nó vỏ vét như thế nào anh em nhìn đều sẽ rõ hết à, trước này thì cái mê đồ của nó cũng còn nguyên cát luôn sản xuất tháng 8 năm 1971. chiếc này là chiếc đáy đúc Chiếc này nó có cái xe mặt là 36,5 à, Dây khóa của nó là dây uh, da bò khâu tay khóa linh kiện Chiếc này nó chạy với uh, cỗ máy cơ automatic Có cả chức năng hỗ trợ lên có tay Hacking stop đầy đủ à, Chạy với dao động 2 bit 28.800 mà nó trôi rất là mượt luôn Nói chung chiếc này thì ở trong tình trạng uh, mặt mũi của nó thành vách Mặt dial thì nó xuất sắc luôn Chiếc này uh, mã số 7 mình uh, xin giao lưu anh em với giá là 6 triệu. Một chiếc cái rất là đẹp. Mã số 7 giá 6 triệu. À uh, tiếp theo là cuối cùng uh, mã số 8. À uh, chiếc này là một chiếc đồng hồ uh, Citizen uh, Crystal 7 uh, Vương Miện số 7. À uh, chiếc này uh, mình giao lưu anh em với giá là 4,8 triệu. Máy cơ automatic có cả chức năng hỗ trợ lên con tay à, 33G rất là nhiều chân kính à, Trên chiếc này à, mặt đầu của nó cũng là mặt đầu màu trắng sữa trải tia từ tâm kim mà các cọc số của nó là màu trắng nổi khối ở trên kim là có vạch sơn đen chiếc này nó là cả, cọc số của nó là cài đá đen anh em nhé anh em nhìn cái cọc số của nó là cái chỗ vạch sơn đen này là vạch đen này là nó lõm hẳn xuống là những cái cọc số nó cài đá đen còn những cọc số mà nó chỉ có sơn đen ấy, thì nó sẽ không bị lõm xuống trước này trong tình trạng uh, di nguyên bản từ a đến z luôn à, dây khóa nguyên zin à, dây của nó dập theo dạng uh, bạc đúc nhìn vân của nó rất là đẹp À, suy gen khác ở bên trong uh, mặt khóa mặt sau của nó thì anh em thấy medal uh, vương miệng số bảy có con cực kỳ là nét luôn anh em nào mà yêu thích uh, Cristiano Ronaldo à, số áo của anh ấy là số 7. Hay em chơi cái dòng Citizen uh, Vương Miện số 7 này thì uh, hết bài luôn. À chiếc này máy cơ automatic có cả hỗ trợ uh, lên quất tay, rất là đẹp, zin nguyên bản, chưa qua spa đánh bóng gì cả. Chiếc này có xe mặt là 37 mm, khá là to. À chiếc này mã số 8 mình giao lưu anh em với giá là 4,8 triệu. À, vừa rồi mình lên giao lưu với anh em à, 8 chiếc đồng hồ à, cơ cổ. À, giá của nó cũng à, khá là hợp lý để anh em à, giao lưu sưu tầm đầu năm. Anh em thích chiếc nào thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0912300067. Đấy cũng là Zalo của mình. Anh em kết bạn à, inbox cho mình để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu.